listen, honey, if I told you about the way that I felt. Yeah. I wouldn't waste a minute if I had you all to myself. We'd be walking in the moonlight, staying up till sunrise. Baby, you can let your walls come down. We'd be dancing in the corner, sleeping on my shoulder. You can come and have it all with me, if you want it, baby. If you got it bad like I got it bad for you. If you got it bad like let it fly, woo! Annyeong, welcome to my Taiwan vlog. Các bạn có thích cái máy mới của ghẻ không? Nhìn hơi ngu. Ở cái túi em sang bỏ đây. Có thể. Đây, chính là nó. Có tận hơn 17k lượt review trên Google. Và kiểu giống như ai cũng đánh giá rất là cao chỗ này á mọi người. Em sẽ thử xem sao. Đây là phiên bản best for thầy. Ý là tụi gà mình bước vô xong order ấy. Xong rồi hai chị làm việc ở đây là người Việt ấy. Xong rồi kiểu dây người Việt everywhere. We just order like 2 beef noodles and what else? Dumplings. Đây là bát mì. Trông rất là ngon. Bò kiểu gân gân đó mọi người. Yeah. Just Okay. Em thấy khá là ngon, thành kiểu nó không có đậm lắm á, nó thành thành. Tụi tớ còn order cái dumpling này. Nhìn rất là kiểu juicy, vỏ cũng mỏng nữa. Hy vọng là nó ngon. Không đông lắm, không. Tụi tớ đang tới một chỗ, đây là chợ đêm Ninh Sha. Cái chợ đêm này nó cũng không bán gì lắm. Gà nghĩ vậy, gà tại nãy giờ gà toàn thấy mỗi đồ ăn ấy. Đông lắm mọi người, đông, siêu đông ấy. Chắc là ở đài thì cái chợ này nhìn signature nhất rồi. Quá trời đồ ăn luôn. Nhìn ngon quá trời. Tụi tớ sẽ thử món sữa chiên thật. Sữa chiên. Ok. Nó thơm thơm, ngọt ngọt vị sữa. Nhưng mà nó cũng giòn, mẹ thấy nó ngon hả? Đây là một cái xiên lạp. Mẹ lạ. Ê, mẹ hẹp mộ. Chẳng biết cái nào chả mẹ hò. Mẹ lạ đó hả? Giờ người ta sẽ nướng rồi, xong người ta mới đưa cho mình. Đi có ngồi hả? Bạn của gà vừa mới mua cái xiên quail egg. Là giống như xiên trứng cút á. Wow. Oops, giảm miếng. Cái này là xiên quail egg với lại là cheese. You try. No, you try. No, you try. I think it's good. I think it's good? Yeah, that's the... Nó là kiểu ở trong á thì vẫn còn lòng đỏ. Còn ở ngoài thì kiểu kiểu lòng trắng á. Cái vị của nó đã bị che phủ bởi phô mai, bởi cheese đó mọi người. Nên là không cảm nhận được. Rất là sủ luôn, rất là sốt luôn. Yeah. God, this yeah. How long my dick is? No. Way bigger. Ngon mà. Thịt mềm. Không có mặn lắm. Nhưng mà các bạn biết cảm giác giống sao? Cảm giác giống như là chứ lam này không phải là 100% lam á, mà nó có trộn hay cái gì đó xong rồi mới nhồi lại á, xong rồi mới đập nướng lên đấy. Cái món này tên hay lắm nè mọi người, small intestine, enlarged intestine. Kiểu giống như là họ lấy cái lòng mà kiểu giống như là
to xong họ bọc cái lồng nhỏ, nghe rất là hoàn hảo dành cho gà, từ cái thân lồng cuốn kẹo hồ lô nỉ, không phải kẹo hồ lô, đây là bánh mochi nhìn cũng khá là ngon, nhưng mà gà no quá nên gà không ăn đâu. Có một đống xiên luôn các bạn, trông ngon đấy. Thấy quá trời người xếp hàng nên tụi tớ cũng vô xếp hàng. Nói như thế này nghe kiểu tiếng da giòn rụp luôn á mọi người, tưng tưng tưng. Đây là I don't know what you call crispy it, crispy pork belly. Crispy pork belly cũng một đống hạt. Bít, anh cô ơi, bít. Anh chưa ở trong đời anh ăn nhiều mỡ mà anh không thành ăn như bây giờ. Ừ, nó ha. It's very good. Chưa bao giờ ăn cái hộp này ngon như này. Bạn ấy vừa mới chi 200k đó để mua 1.000 viên bi xong thả vô cái máy này. Wow. I'm sorry. Các bạn thì đang là buổi sáng của ngày thứ hai, gà đang chuẩn bị để đi ra đường. Sáng nay gà quyết định đổi mũ tại giờ này gà đang ghét cái tóc mái của gà. Oh, gà đang kiểu trying to grow it back. Beautiful. Okay. Chưng 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 chưng. Okay. Let's go. Rất là cưng hả? Gà thấy là kiểu thời tiết ở đây cũng không phải là kiểu quá lạnh ấy, tà tà như Đà Lạt thôi nên là mặc như thế này vẫn ok. Cái bụng giờ này ăn hơi nhiều nên hơi mỡ nha. Nhưng mà mỡ luôn. Còn lại thì ok. Giờ này ăn Din Tai Fung tối nhỉ? Ok. Wow. The weather looks so good. Trời đẹp quá à. Ở đây cảm giác giống như là mấy cái phố mà kiểu giống như là xe chỉ vô được, chạy được có kiểu giống như là dưới 20 cây số ở bên đất á. Đây là phố Ximening. Chắc là ban đêm thì sẽ nhộn nhịp hơn, còn buổi sáng thì hầu như là các cửa hàng đều không có mở mọi người. Tụi ta đã ra đường quá sớm. Mới 9 giờ đã ở ngoài đường rồi. Không biết nữa, tối hôm qua lúc mà gà vừa mới tới là thấy hơi mệt á, nên là gà kiểu giống như là không có energetic lắm. Nhưng hôm nay sau khi mà đội mũ che được cái mái của gà, xong rồi kiểu thời tiết còn tốt nữa, hôm nay tâm trạng gà rất là vui. Đây là chỗ mà tụi gà sẽ ăn sáng. Ximen Yung Ho Soya Milk. Đó là kiểu giống như là bánh quẩy chấm với lại là sữa đậu nành. Soy milk and then the fresh thing. No sugar, okay. I can get the sugar one. It has the popular. Yeah, just get anything that, you know, say popular. Tụi tớ đã order một phần sữa đậu nành với lại là cái quẩy, với lại là một cái gì đó raw. We don't know, but để xem ra cái gì. Tại vì ở đây có một cái menu kiểu tiếng Trung của mọi người, một menu tiếng Anh. Nhưng mà nghe cũng không có hình dung được là okay. Oh, listen honey, if I told you about the way that I felt. Thử xem có ngon không. Đây là sữa đậu nành. Đây là phần bánh ăn kèm. Ở bên kia là soy sauce. Yeah, I got soy sauce and hot sauce. Crazy. I don't know if they're even in. I don't think they do. Nó giống như sữa đậu nành Đà Lạt thôi chứ cũng không khác gì lắm. Giống cho. Cái quả hình nó không giòn lắm. Chung là cũng được. Đây là một cái roll nhá. Xong lúc này tụi ta thể múc một cây quẩy ở đây để ăn rồi. I'm not even sure that's the right one, but I don't know, nhưng mà nghe có vẻ khá là đâm. Giờ tôi sẽ thử cái này. Chả có bị gì. Yeah, I ordered some egg, but that's all it is. That's what I said. It's not good. Yeah. I Google online and they said the same thing. So. Yeah, I'm eating tomato. I'm a bad videographer. Baby, you can let your walls come down. We'd be dancing in the corner, sleeping on the shoulder. Bây giờ tụi tớ đang đi sang Taipei 101. Là tụi tớ đi bằng
subway. Và cái subway này nó rất là yên lặng luôn, nó kiểu extremely quiet. Các bạn thấy không, nếu mà không có tàu á thì không có nghe ai nói gì luôn á. Which is like, yeah. Cái chỗ này ở là cementing, hoặc là cementing. Sau rồi đi subway sang đây tốn tầm 20 phút thì thấy là cũng xa đấy, nhưng mà cũng không đến mức là kiểu siêu xa. Và nhớ là trong cái ấp thì Taipei kiểu khá là cũng không có kiểu như to lắm ấy. Ở đâu thì mình cũng có thể đi tới bằng kiểu public transport, kiểu phương tiện công cộng ấy, rất là tiện. This is Taipei 101. Cao ấy là cao. That's it. Wow. You see? It's beautiful. Wow, dễ thương nghe luôn á. Tự nhiên giữa đây có một cái nhà hoa như thế này. Còn kia là Taipei 101. Tụi kia đang ngồi ăn ở trên tới phố. Chung đây là một cái chain bán dim sum. Các thứ mà rất là thích. Cái hồi mà gà đi xin thì gà đã điên cuồng ăn. Ăn quá trời. Rồi bây giờ ăn tiếp. I'm a pig. Literally. You are. What do you mean? What did you order? Nothing yet. Get the 小笼包. Okay, I don't mind, and then you order it. Yeah. First dish, the spicy soup. They don't have noodles inside, right? No, it's soup. Okay. This is 小笼包, cái món nhất định phải thử ở đây. Siêu ngon. Thì ở trong nó juicy, còn ngoài cái vỏ rất là mỏng. Ở Sài Gòn á, hay ít chỗ làm cái này mà ngon. Mấy cái này là để cái juice này ấy, sao mình hấp cái juice. It's really good. Bữa xế time, we're eating braised pork rice. À, là cơm thịt kho tàu. Cơm thịt kho tàu. Okay. Cơm với lại là heo và dưa cải. Take one bite, one big bite. It's everything. Khá là ngon. Nó ngọt ngọt. Mình thấy dưa cải. It's really good. Kiểu heo băm ra xong rồi xào với dưa cải. Yep. Yeah. Đây là một món bạn chị order nhưng bạn chị cũng không biết là món gì luôn. Try this one first. Rất là heo. Heo? Ừ. Đó là gà. Or chicken? Ừ. I think it's chicken. Nó giống gà chiên sụn, không có sốt ở trên đó. Ok. Nó không ngọt. Có chua chua. Cái món này. That's a damn. It's pan fried. Yeah. This is fried without the sauce, bro. It's really bad without the sauce. You see, with the sauce, this is like. It's good. Cái giống như là cabbage. Còn hành, hành trắng. Rồi ăn đồ. This is. Come by. Wow. Wow. I don't know. Anyway, come by. Ngon, rất béo, rất thơm. Siêu ngon luôn á. Thề. Much better than cái mà you got like this afternoon. Chi Minh Đình. Ooh. A lot of people with cool hair and cool style. Aww. Rất là nhiều shop. This one looks good. Chicken drumstick roll. Wait, yeah.
Got it. You got it. Got it. You want me to drink? It's good. The meat is super tender. I like it. Large fried chicken. Nó sẽ là một cái miếng to vậy nè. Gà xong nó đập diệt xong nó chiên sầu bột đó giống miếng bạn kia đang cầm. Bạn cũng bình thường. Không phải không? Cộng với kêu mình rất nhiều. Chưa? Nóng quá. Em ăn tầm bột em ăn gà đâu. Nóng quá. Giống gà chiên mà có gia vị là ngũ vị hương và cumin. Nhưng mà cảm giác là ăn ok. Còn cái miếng gà kiểu rất là nhiều nước luôn. Rất là sâu, rất sợi. Tiếp. Rất là nhiều nước luôn. Where is this baby? Donkey hả? Em rất là nhiều thứ linh tinh trên trời dưới đất. Đồ ăn vặt nè. Rất nhiều đồ ăn. Đồ Nhật. Looks good baby. Có mì gói nữa, Kit Kat nè. À, có Kit Kat nhân trà sữa. Cái này ở Việt Nam không? That one, yeah, that one, that shit is really good. Okay, this one I don't see it in Vietnam yet. Kit Kat trà sữa siêu ngon luôn. Trời ơi, có một nồi mỹ phẩm Nhật luôn. Không biết đây là mấy cái gì nhưng mà quá là trời. Dâu Đà Lạt có vẻ to hơn. Look like your face. Nó có vị khác khác mà. Trái cuối cùng đậm nhất. Giống trái lúc nãy nhưng mà rất là ngọt. Ok. Thế là hết món dầu. À nào. Can you do this for me? We open this. Ở đây nè, nó có một cái viên bi á. Các bạn sẽ phải đục cái viên bi này xuống. How? À, không biết. À, có cái này có. Yes cái... Smart. Có cái nút ở trên. Ấn nó xuống. Yeah. You see this? Yeah. Oof. Cheers. Cheers. I fuck up my life, but yeah, it's good. This is good. Mm-hmm. Crazy, crazy. Em biết điều hai anh em nhau. Hell yeah. Combo. Okay. Yeah. Combo. Okay, I'll take this. Đây các bạn rất là nhiều đồ bạc của tôi. Cool. Một đôi này rất là xinh. No, I don't think it fits. Yeah. Ula la. Bây giờ bọn Nga sẽ đi thử một món gọi là ramen thì bên này. Yeah. Bây giờ thì tụi ta sẽ thử ở cái hàng này. Nó tên là A Chung Flour Rice Noodle since 1975. Tại vì nó rất là đông á mọi người. Không phải hình ăn mì. Cái năm mà Việt Nam thắng Mỹ hả? Đúng rồi. Là người ta sẽ sang đây người ta mở quán. Ok. 1975. Flour Rice. Perfect. Nhìn có vẻ rất là ngon và rất là đông. Hy vọng nó sẽ ngon. Wow. Nhìn ngon phết. You try. Look very dumb. Oh. I'm glad we got the small one. Okay, fuck you. Những cái nước nó sệt sệt đó. Mình có thấy cái nước nó sệt sệt. Cái mùi nó rất là tôm. Camera bị sao? Nó ngọt ngọt. Nói chung là nó không giống Mỹ. Yeah. It's weird. Giống như nước vị hủ tiếu hay vàng gì đâu. No, it's not like hủ tiếu nam vàng. It's more like a soup sườn. Hủ
hoặc là súp cá hay gà gì đó, cộng thêm một cái ít mì. Kiểu như sợi miến xong rồi bắt đầu. Không phải sợi miến, chỉ cái sợi này khá đặc biệt vì nó vừa flour vừa rice. Nhưng mà cái taste của nó thì không ngon lắm. Maybe all. Yeah. I think we're getting this long home. Some. Yeah. Mix it. Thế các bạn tới Taiwan các bạn phải ăn thử cái na. Cái nó giống như là mặn cầu xi vậy, nó dai dai. Đó là na. Rồi nó rất là ngon luôn. So guys, we're set right now. So we're gonna take her out for some drink at this pretty cool place. So we're getting the plum wine. Plum wine. Hay còn gọi là rượu mơ. Rượu mơ. Hello. Hôm nay gà sẽ đi chủ phần. Nó là kiểu như cái phố cổ, xong rồi nó có cái chợ, chợ mà leo lên cầu thang đó mọi người. Xong rồi ở đó mới bán rất là nhiều kiểu đồ ăn cổ. Nên là yeah, rồi chúng ta sẽ đi đến đấy. Từ trung tâm thành phố đến đấy thì sẽ tốn tầm 1.5 tiếng. Ở tổng thời gian á, kiểu đi bộ ra bus, xong rồi leo lên bus, xong để tới đấy thì 1.5 tiếng. Yeah, let's go. Hôm nay thì trời rất là nắng, thời tiết rất là xinh. Bởi vì ở Taiwan thì ngày nào thời tiết cũng xinh hết. Chung là hôm ngày nào âm u. Ai ta ta. Bây giờ tôi sẽ phải bắt cái bus này 965 để đi tới chỗ phần. Nhà đây mình mua nước để lấy được khác nước. Câu chuyện là nãy giờ tụi tớ vẫn đang đợi bus. Cái line nó siêu dài. Nào tụi tớ không lên được cái chuyến bus vừa rồi. Để chờ tụi tớ đi bus tiếp theo. Nên là nói chung là ở đây các bạn vào tối mà các bạn đợi đi bus, các bạn cứ stay in line ấy. Ở bên kia họ cũng kêu là phải xếp hàng. Nhưng mà mới đầu là kiểu chủ quan không xếp hàng, nên là giờ đã không lên được. Đó là kinh nghiệm xương máu. Bây giờ phải chờ thêm 10 phút nữa. Đây là cái thẻ đi tàu ở đây. Thật ra cái thẻ này làm được nhiều thứ lắm á. Nó là một cái kiểu IC card, nên khi mà các bạn bỏ tiền vô thì các bạn có thể thanh toán ở cửa hàng tiện lợi, thanh toán taxi nếu mà họ có máy để quét, hoặc là kiểu đi bus, đi MRT, nói chung là đi đâu cũng được. Cứng ha. Hello Kitty. Bus is coming. Finally. Lên đây á, các bạn kiểu lên trên núi á, xong trời nhìn hơi chán. Trời đúng kiểu âm u mù mờ luôn. Anh nói xem nghe nói như nào. Nói đi. Bây giờ tụi mình vừa đến cứu phần nè. Bây giờ mình sẽ vào Airbnb cất đồ. Rồi sau đó mình sẽ đi thăm phố cổ ha. Ok. Một cửa hàng bán màu đỏ. Mấy cái này mấy cái sticker phải không? Ok. Chung là mấy cái này gà không có rảnh. Nhưng mà chắc là các bạn nào mà thích chơi mấy con này thì sẽ biết. Một đống con luôn. We're on our way to Airbnb. Ăn sáng của bạn. Lát ăn hả? Lê về cất cái này đã hả? Ăn quán mì bò này. Bò. Mì bò nghe thơm quá. Để thử nghe một bát. Chưa về Airbnb nhưng mà cứ thử đã. Đây là một bát tụi tôi mới order. Tại vì không có rau á, nhìn nó đúng buồn luôn. Không hành nữa mọi người.
Nhìn có chán không? Trời ơi. Đây, quán thì trông cũng kiểu rất là sạch sẽ. Nó cũng đông người ăn nữa, nghĩ là toàn khách du lịch thôi. Và cái tô này là 140 tệ. Thì mắc hơn nhiều so với ở dưới kia chắc mua được. Với giá tầm 100 tệ. Dưới 100 tệ cũng có 6 mấy tệ chắc vậy. Gia đình mắc quá. Mình sẽ cho một ít ớt vô. It's okay, I can change your face later. Or I can just keep this stuff like a memory. Take a seat. It's real good. It's very mid. Mm. 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 Right? Like the sợi mì, cái texture của nó rất là thay dai dai. Nó hơi chậm mì rồi. Mua ở dưới đồng đẳng. Đây là cái homestay. Bên này là self-check-in system. Khá là cool. Ngay giữa cái chỗ phố cổ này mà lại có một cái homestay như thế này. Window, big window. Where we have like this cute view. Có mà đống xanh luôn á các bạn. Các bạn xem view nè. Wow. Xanh thì có, các bạn xem view ban công nè. Quá là đẹp luôn. Coi mây nè. Đẹp ha. Xong ở trong này còn có cái bàn uống trà nữa. Dễ thương tới thế là cùng luôn mọi người. Cái homestay này cân thiện 10 điểm. Chưa gì là vốn nó 10 điểm. Trông rất là civilized. Rất là hiện đại. Đó, trời ơi, nhà vệ sinh đẹp chưa nè. Toilet cũng xịn nữa, toilet kiểu giống như toilet rửa bông đồ này nọ, y chang bên Nhật đó mọi người. It's got this bowl bath. For $90. Okay. I think it's super good. Nó rất là thanh, sữa rất là béo, cũng không ngọt quá. Nhưng mà cái này là cái trà sữa ngon nhất mà bữa giờ đã thử. Mặc dù nó không có trà, chỉ là sữa. Cái lớp đường ở trên nó còn có cái trái cháy. Ngon. Giờ đang muốn mua cái thốt này nhìn cưng quá đây. Nó cũng chỉ là một cái thốt bình thường thôi. Nhưng mà cái art của nó nhìn cưng. Đấy, nó có zip không? Có zip nữa nè. Perfect. I'm gonna get this one. Pork sausage. Giờ 40 tệ là 28k một cờ. Thơm nha. Thơm không? Đóng nhập từ Thái Lan và 20 trên Shopee. Chính đó. Mà ngon lắm. Thấy cái này người ta cũng mua trên Shopee. Kiểu vừa vậy á. Dạ. Probably là nó taste better. What are these? Fish ball? Ngon. Thấy không? Thấy không? Nó ngon bằng. Okay.
Đây là kiểu một cái fish ball xong nó wrap ở trong một pot. No, it's fish. Okay. Oh, pot, I don't know. Mm. Mm. Okay, màu. Bây giờ thì Gà quyết định là sẽ ngồi đây một xíu để kiểu giống như là ăn trưa mọi người. Thực ra thì nãy giờ Gà ăn thì cũng rất là no rồi, kiểu siêu cấp no ấy. Ăn linh tinh mà một cái kiểu cắn một miếng là tới giờ cũng thấy rất là ngang bụng rồi. Nhưng mà cảm giác là kiểu đi ở ngoài thì no đông quá ấy, mà lại không muốn về khách sạn nên là thôi mình cứ kiếm cái chỗ nào đó để mình ngồi xuống xong mình ăn chill chill, xong rồi mình uống bia xong mình ngắm view. Xin dễ sợ luôn á, nếu mà uống bia mà có cái view như thế này thì đúng là chill số chắc. Làm người rất là nhớ Đà Lạt. Cái khu bên kia nhìn rất giống Đà Lạt luôn á. Quá xinh. 10 điểm. Trên kia là cái menu kìa. Có đủ món hết á. Nhưng mà tụi gà chỉ order mỗi cái sợ lòng bao. Là cái bánh bao bé bé mọi người, mà mọi người chọt ra là cái juice, cái súp nó sẽ trào ra, xong rồi nó hút cái súp trước. Cái rất là ngon. Cái bia này tên là beginning of the spring. Đây là okay, cool. Let's get cheers. Đây là rose sour sour ale. The shot one was very cute as well. Cái gọi siêu sợ lắm bao. Nhìn có vẻ không ngon mà đinh tay phân. Chắc là cũng được đấy. Okay. So this is the dumpling, the sợ lắm bao. Mình sẽ phải chọc một cái lỗ, chọc cái lỗ, xong cái juice nó sẽ tứa ra, xong mình đổ cái juice xuống, mình hấp cái juice chứ. Cũng thanh ngon mà. Vỏ nó dày. Nhưng mà nhiều thịt hơn đi ra không? Khiếp được ăn mỗi thịt em chán cái không ăn bằng đúng cái vỏ này nó làm dày quá. Siêu dày luôn, phải dày gấp 3 lần mình gặp không? Dạ. Ôi ôm á. Về cái gì à? Món chả lắm bao. Chưa dẫn thằng quay được cái sai con. I mean they invented that shit. Cheers. Đây là 6pm ở cửa phòng. Thì Gà vừa mới ngủ dậy. Bây giờ thì đường đã kiểu không còn đông như vậy nữa, nên là bây giờ đi sẽ rất là vui. Kiểu như mình đang ở trong một cái thị trấn rất là nhỏ, xong rồi mọi thứ nó cũng yên lặng nữa, không có ồn như hồi sáng. Xong sắp it's still this thing, it's just changed the... Thật ra là vẫn còn rất là nhiều người, chứ không phải là vắng hẳn, nhưng mà không có phải là siêu nhiều như buổi sáng. Yeah. One of okay. Yes sir. Okay, thank you. Máy không thể nào được đổ. That's cute. Mì hay là mì à? Mì với bò kiểu như là dry beef. Thì cũng không biết là bò, chắc là bò đã sấy qua rồi nhưng nhìn nó vẫn mềm như thế này. Nghe không nào? This is strong. Yeah, that's good. Ngon chứ mềm luôn. Sợi mì cũng ngon luôn. Góc này nhìn rất là miracle, như trong phim Ghibli á mọi người.
Yes, thử cho bạn ở đây. She's a Mona Lisa. Đang ở cái chỗ khác Stephen nó khác một phần ấy thì có Muna. Muna này đang rất là ngon. Muna thì kiểu siêu đông mà view kiểu xinh đó mọi người, view rất là kiểu làng làng cổ cổ, đó là Trung Quốc các kiểu, nhìn nó quá là làng luôn á. Chung là nó còn yên bình thôi. Người ta thả đèn. Nè. Mùa lắm. Dịch vụ thả đèn. You go baby. Em biết là gì cực của anh không? Có không? You do whatever. Ồ, chữ thư pháp hết nhờ. Ok. He's a dragon, you can see the... Yeah, the dragon in Mulan. Okay. Let it fly, woo! Giờ đang đi dạo một thành phố mà kiểu nó giáp biển á. Xong rồi, nhìn cảnh ở đây khá là hay. Không biết là đâu hết. But still, kiểu như là có mấy cái port như thế này, mấy cái cảng như thế này nhìn khá là hay. Chỗ này có không biết là đâu nhưng mà quá là đỉnh luôn. Có hàng ăn nè, có bãi cỏ nè, xong bên này có biển nữa. 10 điểm. Mỗi tội là trời ở khu này lúc nào nó cũng kiểu điều hiu, nó cũng như vậy. That's why it's good. Yeah. Đây là cái khách sạn mà tớ sẽ ở vào đêm cuối ở, you know, Taipei. It looks so dope. Look how dope it is. A very big mirror. Bên này thì có hẳn một cái bồn tắm ở ngoài. Xong rồi view thành phố, mặc dù view thành phố bây giờ thì nhìn nó cũng không phải là quá lung linh. Kiểu toilet bên Taiwan lúc nào cũng có cái washlet tự động á, rất là thích luôn. They have like everything, so dope. Wow, nói chung á là phòng siêu xinh. Xong rồi kiểu họ phối màu á, nhìn cũng xinh nữa, trông rất là sáng và sang. Perfect. Cái quán này ở gần main station mà nó quá là nổi luôn. Nó có bán cái thịt heo, braised pork, thịt kho tàu với cơm. Xong ngoài ra nó còn có bán canh nữa. Does it look good? Worth it? Yes, hopefully it's worth it. Let's do it. I mean. Cậu anh à? Anh làm nhiều cái này. Good? Yes. Xin chứng minh nào. It's good. Very good. Yes. It's very good. Top ranking rule of thumb. Can you try the soup? Mm. Tofu also very good. How? Yeah, thử cái canh. Canh is very thanh. Nhưng mà nó cũng mỡ nha. Mỡ thanh nha. Đây là cái canh. Nó là nó có mỡ nhưng mà nó không có mặn. Nó nẹt nhẹt. Nó ngon. Ngon. Sườn rất là mềm. Siêu cấp mềm. Mềm lắm.
rất là ngon. Ta biết không ngon.